Chào tất cả anh em, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu cái lòng bẫy rắn mối của mình đang cung cấp cho anh em nè. Thì cái lòng bẫy rắn mối mình là xài lỗ lưới nhỏ nha anh em, lỗ 5 ly ha. 5 ly này là giấy là không có lọt ra được nha anh em. Anh em cứ ra tiệm chim, anh em mua giấy 5 ngàn 10 ngàn gì đó, anh em mua. Rồi gì anh em lựa con nào có cánh á, anh em xài trước. Rồi những con mà chưa mọc cánh anh em cứ để trong thùng đó, cho nó ăn lá cải hay rau gì đó. Khoảng chừng 2 ngày sau là nó mọc cánh đều lại hết nha anh em. Nè, cái ngăn này mình ngăn nhốt mồi nè, ngăn nhốt giấy nha anh em. Có cái ngăn nhốt giấy ha. Rồi cái này ở phía trên này là cái cửa mình mở ra anh ba, để khi mà dính rắn mối mình bắt ra đó, mình mở cái chốt lò xo nè, mở cái móc lò xo ra là mình cái cửa này mình đổ rắn mối ra ha. Còn bên đây là hôm vô ha. Đây là hôm vô nha anh em. Kích thước nó là dài 30, rộng 10, rộng 9, cao 9 nha anh em. Dài 30 cm, rộng 9 cm, cao 9 cm ha. Cái này chỗ nào nhiều rắn mối gì vô cả chục con lằn vẫn bình thường nha anh em. Tại kích thước nó cũng tương đối là lớn nha anh em. Này mà kẹt kẹt anh em nào mà biết bẫy rắn hữu hành á, vẫn bẫy được bình thường nha. Cái lồng này rắn hữu hành khoảng 8 lạng, 9 lạng vô vẫn bình thường luôn. Rồi, đằng trước thì cái bẫy mình có viền một cái khung nè, anh em thấy không? Có một cái khung thép nè. Làm cho cái bẫy lúc nào cái miệng nó cũng vuông đẹp nha anh em, không có khi nào bị mớp méo ha. Rồi, anh em nào cần lồng bẫy rắn mối thì liên hệ mình nha. Anh em nào mà cần lồng bẫy rắn mối thì liên hệ mình nha. Số Zalo mình là 0936059090 nha anh em. Hàng mình ship toàn quốc. Chào tất cả anh em nha.